Là gì mà khóc? Yeah. Ai là gì mà khóc? Hôm nay mình chỉ chuẩn bị ra đời. Ngày vợ đi đẻ, chồng mũi lòng vừa nói vừa khóc khiến ai nấy xúc động theo. Đoạn clip được đăng tải kèm dòng trạng thái 12 tiếng trước khi em bé của ba mẹ chào đời. Ba con không khóc nhè vậy đâu, ba chỉ vỡ òa trong hạnh phúc thôi. Thế đó khi biết mình sắp được gặp con chào đời, người đàn ông này đã xúc động và ngồi im lặng một mình. Cho đến khi vợ hỏi thì anh đã không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt vì quá hạnh phúc. Nên đến con sẽ ra đời khỏe mạnh, bà vợ cũng phải khỏe nữa. Khỏe giờ bắt cũng phải khỏe nữa. Vâng, đang rất khỏe. Anh thương hai mẹ con lắm. Anh Chi cũng phải thật khỏe mạnh nha. Anh Chi cũng phải ra là phải khóc to giấc phòng. Hành động dễ thương của anh chồng trẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết trước đó, người đàn ông này cũng bật khóc nức nở, nấc lên nấc xuống như đứa trẻ, ôm chầm lấy vợ khi biết tin mình có con đầu lòng. Đoạn clip khiến nhiều người phải khóc cười theo tin vui của hai vợ chồng cùng những lời bình luận đẹp nhất đến họ. Trời ơi, mấy chú gấu bự mà tình cảm như này dễ thương ghê. Đàn ông ai cũng biết trân quý và thương vợ như vậy là điều tuyệt vời. Phải thương vợ lắm mới khóc xúc động vậy, dễ thương quá. Tôi muốn khóc theo anh, do nước mắt của anh rất là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.